Bài đọc 1. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi những kẻ làm đồ sơ đôn, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gomora, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Đức Chúa phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với ta, nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày Sa-bát, ngày đại hội. Không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạc linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Tôi xin chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay tôi muốn cùng quý vị khám phá một đoạn kinh thánh đầy sâu sắc từ sách Mát-thêu, nơi Chúa Giêsu đưa ra những lời dạy bổ ích về sự cống hiến và sự ưu tiên trong đời sống đạo đức của chúng ta. Trích đoạn này rất nổi bật khi Chúa nói rằng ai yêu cha mẹ hơn Ngài, hoặc giữ lấy mạng sống mình hơn làm chứng cho Ngài, thì không xứng với Ngài. Điều này không phải là người muốn chúng ta bỏ rơi gia đình hay người thân, mà là để nhấn mạnh rằng Chúa phải đặt lên hàng đầu trong trái tim mỗi người. Đối với tôi, điều này khá sâu sắc và thách thức. Nó yêu cầu chúng ta phải có sự quyết đoán và sự dứt khoát trong việc chọn lựa giữa sự yêu thương của gia đình và sự cống hiến đối với Chúa. Tuy nhiên, Chúa không muốn chúng ta sống cô đơn hay bất hiếu. Thay vào đó, Người muốn chúng ta hiểu rõ rằng sự cống hiến của mình đối với Chúa phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng đồng thời cũng phải được phản ánh trong việc yêu thương và quan tâm đến những người thân quen. Thêm vào đó, Chúa cũng dạy rằng việc vác thập giá theo Ngài không đơn giản chỉ là một hành động ngoài lẽ thường, mà là sự cống hiến chân thành từ tâm hồn và ý chí của mỗi người. Điều này yêu cầu chúng ta sẵn sàng đối mặt với những thử thách và sẵn sàng từ bỏ những thứ vật chất hay ý chí cá nhân để sống theo đạo đức và đức tin mà mình đã chọn. Ngoài ra, Chúa còn khẳng định về tầm quan trọng của lòng bác ái và việc giúp đỡ anh chị em. Dù chỉ là những việc nhỏ nhặt như đón tiếp hay cho đi một chén nước mà thôi, Chúa nhấn mạnh rằng những hành động nhỏ bé đó cũng như là làm với Chúa. Điều này cho thấy tình yêu thương và lòng bác ái là nền tảng của đức tin Kitô giáo, và những hành động đó sẽ được Chúa ghi nhận và thưởng phạt đầy công bằng. Với những lời Chúa dạy, chúng ta được khuyến khích sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và cống hiến,
không lãng phí thời gian và tình yêu, mà hướng đến một mục đích cao cả và vĩnh cửu. Hy vọng rằng đoạn chia sẻ này sẽ giúp quý ông bà anh chị em thêm động lực và niềm tin trong việc sống theo đạo đức và lòng bác ái trong cuộc sống hàng ngày của mình. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em đã lắng nghe. Chúc quý vị luôn được Chúa ban phước và bình an. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Turn us to thousands, and we'll grow.